Okay, welcome to Phuket Falls. Rồi các bạn ơi, chúng ta đang ở đất nước New Zealand, đây là thác Phuket các bạn nhé. Một trong những cái thác rất là đẹp ở tại cái khu vực Hồ Tabo. Tabo, đây là những cái chị. Đây là hai chị xinh đẹp ở trong đoàn. Yeah. Đây là chị Hello. Ngọc và kia là Diệu Anh. Hello. Đoàn của chúng tôi đi có 9 thành viên thôi, nhưng mà toàn là ca sĩ với người mẫu không à. Đây là ca mẫu, mẫu hậu không à. Mẫu hậu, mẫu bốc khói đi rồi. Đẹp hay không là do mình đó. Này chúng ta thấy cái sức nước nó chảy kinh khủng đó. Phuket, dạ. Đây là cái cung đường đi của thác Phuket cũng rất là dễ đi, các bạn chỉ cần đi 1-200m là chúng ta có thể thấy được cái khu vực thác rồi. Đến thành phố, đến cái hồ Tabo thì chúng ta phải nên đến cái thác Phuket là một trong những cái điểm nhấn trong chương trình. Chân đến New Zealand, đến cái vùng đất đảo phía Bắc này, thì ta luôn hướng đến cái thác Phuket này để thấy được cái sự hùng vĩ, là sự hoang dã và thiên nhiên của đất nước New Zealand. Đến New Zealand phải đến tham quan thác Phuket ở đảo phía bắc của đất nước New Zealand nhé. Yeah.